hèn, quá hiền luôn, dễ thương, quá dễ thương, vui vẻ. quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Dạ. Không có hung, hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi được chú. Vậy con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung, con chọn cái nào? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Cháu chào chú Huyền Linh ạ. À. Chào và... con. Và chào bạn bên cạnh. Em tên là Đặng Thị Nhị. À, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em đến từ Long An. Chào mọi người, chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Thì em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Vậy là 24 đúng không? 24. Vậy con quê Long An, con quê chú nào vậy? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, ở em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm nè, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn, dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Em biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp thôi. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung mà em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha. Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn được hiền không? Em dư rồi. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên đẹp trai. Chín chắn. Cũng hơi yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chín chắn. Có chí giống ý. Có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Đi chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, cái điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Rượu chè bê bối ở dơ có không? Có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Rồi mặt dễ thương quá ha. Ba dạ ai cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bông mà nè. Có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc, nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao con nghi quá à? Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử rồi biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh hồi lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống gái hơn. Đúng, đúng rồi, không, không. Chưa, tôi đâu có nói quan đâu. Không có hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lô bỏ. Không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi. Bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì anh đỡ mình nha. Có gì anh đỡ nổi không? Anh đỡ một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, rồi đi cúi đầu ba đó, bốn ụp xuống luôn. Năm, trời ơi như lượn sóng vậy đó. Người ta hết đất ta lên điều vậy nè, ổng lượn lượn lên lượn lượn vậy nè. Lượn gì nó nặng quá, nó cũng cúi đầu như nước không. Trời ơi, rồi coi như xong hơi luôn nha ha. Chị ơi chị làm khó em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng dữ lòng thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có chị. Dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi, khỏe, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn á chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 á. 9-10. Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng không? Con, xứng.
chú thấy xứng đó. Mặt hai người có đáng giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt nó đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Ừ, được rồi. Bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với là em họ của em. Xin chào à, hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả. Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp cũng mỉm, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. À, Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ, nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ thương. Cảm ơn cô. Thì Vũ của cô thì cũng không phải là cô khen gì mà đó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương. Mà rất là hiền, chị đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê để chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà thì ngon lắm ạ. Ngon lắm cô nha. Cô bay gãy cánh thôi anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, thôi, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện đó chuyện nhỏ. Yêu quê, tới đâu cũng đi ngon, đúng không em? Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. À, em cảm ơn quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em cảm ơn quà. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao, mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. À, em thấy anh hiền. Dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi chờ người ta vì một lý do gì đó mà của người ta. Tình cảm mình đủ rồi á thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm, giờ thì cũng đi làm công việc nhiều quá. Dạ, rồi cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Chết rồi. Trời ơi, nhiều lắm mà hết. Trời ơi, hẹn hò sao? Dạ, thì nãy bạn nói rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Không. Dạ. Anh có thích đạp mà anh không có sức. Đề xuất đó, các bạn đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn cứ chở em. Không có bỏ đi cưng nha. Cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ, mẹ, anh nói rồi, anh ốm được mà em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm, được không? Dạ, được anh. Dây bùa kiểm. Phải chấm thêm cái một ruồi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, có rồi. Tám nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ra luôn rồi. Hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương quá gì đâu.
không có hung hung quy định của anh Linh này là phải hung phải rồi. Hung dạ thôi được chú. Vì con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao? Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai. Con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con ạ. Đấy, con một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu, em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi à, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có 2 mối tình rồi, nhưng mà yêu đơn phương thôi. Chứ không có... Không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp. Đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình, nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc có hơi nóng tính, cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu rồi em? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh, thế yếu. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Rồi. Nấu ăn được, tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt áo dạ dạ được không? Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, bên nắng hàng cau xanh rạt rào, bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hey. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Rồi, có bên em trai nhỏ quá, bên này không có nghe gì hết. Em trai, em trai coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thích quá. Trời em, trời ơi, xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ ký quá. Cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... Chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Ừ. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Bên kia hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cao cười luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đòi hỏi. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái giữ hối tôi nhẹ. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đòi hỏi mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Oh, được. Cảm ơn em. Mời có gì nữa không? Ừ, hết rồi. Hết rồi phải không? Nhiều đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hối không? Tôi hỏi rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi có cao được nhiều mà sao nói cao 1m7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Rồi đâu muốn làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng đánh lừa tôi nha. Rồi anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ về ngoại hình á thì 1m50-55 trở lên là được rồi. Dư sắc. Da trắng. Tóc dài chút. Dư sắc. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt, tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi. À. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn. Trời, em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm nữa, vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng, hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ. Không làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không?
Dạ em đi với em trai của em và chị họ. Em trai em, cái người đăng ký cho em đó phải không? Rồi chào dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không, nhưng mà anh rể phải nói chuyện với anh em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh nói chuyện vậy thì có hợp với bên dạ, thì em thấy anh là được, em thích em. Được rồi, vậy là hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ, chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này tính tình khá là hợp với anh em, có vẻ là bù trừ được. Chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8 trên 10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi, nôn lắm rồi, cặp này được á, hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn, mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì, nhận gì anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến. Bởi vì là em thấy anh cũng là hiền chuẩn cha. Đứng lên đo đi em. Tại cổ đang lo cái vụ chiều cao, đo cho cổ yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ đo đi, đo cái đi, sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy làm giật mình tưởng là hồi hộp quá cho nên quên. Dạ, em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á thì dự tính là em có thể kết hôn lúc nào em kết hôn được? Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không có quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương, với lại rất là xinh xắn, anh được anh gặp tại cái chương trình này thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu tỏ tình với em, thì không biết em có đồng ý không? Em dạ, em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt, nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Và nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Nghĩ cho kỹ nha, để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Sao ngơ ngác thế? Sao? Bấm rồi thấy sao? Nắm tay nhau cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Trước khi em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào cô Hồng Vân. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả khán giả trong vườn quay. Chào luôn trên truyền hình và trên YouTube luôn nha. Trời ơi. Tên là Võ Quốc Cường, 43 tuổi, quê quán ở tại Cần Thơ và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc làm là kinh doanh mua bán về vi tính IT. Là về cái công việc thì cũng ổn định. Rồi. Lý lịch trích ngang là như thế. Trời Võ ơi. Quốc Cường, 43 tuổi. Ông làm về IT hèn gì mà ông chào luôn khán giả YouTube, hay thiệt chứ. Em, mình giới thiệu mà.
Sao thích, em? Cha em thích những cái chương trình của anh Linh, rồi cũng thích cái YouTube của cô Dân luôn nữa. Vậy à? Dạ. Cảm ơn Cưng. Rồi nè, bây giờ mình giới thiệu đi cho bạn Cường bên kia nghe hết rồi. Hôm nay là bạn kiên quyết bạn rước vợ về đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và nói lớn lên anh nào. Trai bên đấy ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thu, em ở Thanh Hóa. Dạ. Em hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay em đến với chương trình cũng mong có một người để dìu dắt em những quãng đường tiếp theo ạ. Nhưng mà em làm gì nè Thu? Em làm bên thiết kế thời trang. Hả? Em làm bên thiết kế thời trang. À, người ta là thiết kế thời trang đó. Dạ, Cường ơi. Dạ. Em nói lớn lên cho người ta nghe coi. Dạ. Nghe. Dạ, cái cũng rất thích đó cô Dân ơi, chị Dân ơi. Vậy hả? Dạ. Ừ, sẵn vậy Thu nói luôn đi, cái điểm yếu điểm mạnh của Thu là gì? Dạ. Điểm mạnh của em là sống vui vẻ và biết sống hài hòa với mọi người, và biết sống hiếu thảo và rất quan tâm nhiều người nữa. Và còn điểm yếu của em thì có một cái điểm yếu kinh khủng nhất, đó là em rất là sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ cánh ma chút em. Bảo vệ cho em đúng không? Dạ. Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Yên tâm đi, bắt ma luôn cho. Quá em dữ luôn. Rồi anh tập cho em xem phim kinh dị luôn, không sao đâu. Nhưng mà Thu nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 37 tuổi ạ. 37 tuổi nha Cường nha. Dạ. Nhìn tưởng giống như là 27 vậy đó Cường. Ồ, đây Thu 43 tưởng đâu 34 á. Ồ vậy hả? 27 với 34 cũng được hả Linh? À, cũng được, nó hợp nhau. Ok mà. Còn Cường, điểm mạnh điểm yếu của Cường là gì? Điểm mạnh thì tự tin, làm công việc nào cũng là nhanh gọn lẹ, quyết đoán. À, là được điều đó. Còn những cái điểm yếu thì nó rơi vào hai trường phái. Một là mạnh mẽ, hai là nhút nhát. Ủa là gì vậy? Là tại vì nó nhiều khi cái vấn đề đó nó thấy nó mạnh quá thì nó sợ là nhút nhát. Nhưng mà mình thấy mình mạnh hơn người ta thì lại là mình 200% luôn. Ừ, mình mạnh hơn người ta mình lấn luôn. Lấn luôn. Còn thấy mình yếu hơn ta là không ra gió. Lép luôn. Lép luôn. Trời ơi. À, em có thích sở thích gì là nhất nào? Sở thích đó, em thì thể thao. À. Thể thao ví dụ chơi gym nè, bơi lội nè, đạp xe nè, chạy bộ nè. Gì tất cả những môn về thể thao là đều thích hết. Đó. Văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật và cũng thích nữa. Thích dạ. Gì? Thích ví dụ thỉnh thoảng thì có thể là hát nghiêu ngao rồi và gì. Thích mấy cái cảnh là đi bắt gà, bắt trứng gà của chị. Còn anh Linh thì là vườn trái cây. Ồ, thích lắm. Vừa trái cây. Vừa rồi có coi ổng quẩy cái bị mà gọi là bị Doraemon của ổng, nó quẩy tiền đi ra miền Trung không? Có. Một mình ổng đơn độc vậy mà ổng dám quẩy một cái thùng gọi là cái bị tiền hả Linh? Ghê thiệt, đi đôi dép tổ ong đi ra miền Trung. Tôi mà biết ổng đi vậy là tôi rình theo ổng tôi cướp rồi. Trời một ơi. Mình luôn nha mọi người, đi cầm cái gói là cái túi cỡ 3 tỷ bạc vậy đó. Đơn thương độc mã điền mình vậy đó. Ghê thiệt chứ. Ra ngoài đó rủ thêm bạn, có bạn mà đó mà. Tại không sao. Mà người ta thấy tiền đi cứu trợ ai dám lấy. Nói nghe nè Cường. Dạ. Ủa chị hỏi nè, với một cái người hoạt bát như em ha, hoạt ngôn như em, mà lý do gì em có mặt ở đây? Tại vì em sống nó hơi khép kín, nó có nghĩa là đi làm xong rồi cái cứ ở nhà. Ở nhà lười đi ra ngoài. Có nghĩa là không thích đám đông. Ví dụ mình đi với một người nữ thì ok, chứ ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy mà. Chứ phần em là không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không có gái gú luôn. Nói chung là nó hơi sạch sẽ một tí. Hơi sạch sẽ đó, tí. Cho nên là nhiều khi thấy vậy thôi, cứ ở nhà, rồi khép mịn vậy là tạm gọi là nó không có mở lòng. Cho nên là lòng. Thường thường mình không có nhiều bạn được, không có cơ hội để gặp người nữ được. Đừng nói cho với nên... tôi ông còn trai nha ông Cường. Chắc vậy quá. Sao Thu nghe tôi mất hồn không? Ôi. Thiệt không? Thiệt luôn. Tại hả? Vì... tình cảm thì có quen mà quen cũng như là ví dụ bạn bè nó xa xa hơn một bạn bè một tí xíu. Đó mình cũng thấy mến thương nắm tay chưa đi tới đâu tay. Nắm tay thì hình như là làm như là mình không yêu không cảm giác hay sao ta. Sao thường thường nó nắm tay xong nó có điện giật hay là cái gì đó mình thấy cũng bình thường đó, cho nên là tức là em nắm tay nhưng mà em chưa có cái cảm giác mà nó chưa gọi là chưa cảm xoắn, giác gọi là cái xuyến xoắn, người ta gọi là xuyến xoắn. Tình yêu là phải có nụ hôn đầu đời có không? Cũng chưa hôn nữa. Thiệt không? Chưa xin có biết nụ hôn như thế nào. Bây giờ nhiều khi ngồi suy nghĩ thấy người ta yêu thương nhau. Mình cũng xem phim mình thấy người ta yêu thương nhau mà mình nhìn kỹ mình nói không biết tình yêu nó màu gì.
rồi nó ra sao cũng chưa biết tình yêu màu gì, chưa cảm giác không, chưa cảm giác được như thế nào luôn. Còn tình yêu thấy tôi hung, mình có mơ rồi mình hung không? Không không có, đâu không có đó, hung có nhiều khi là đêm đêm ngủ tại vì mình không có người yêu đó, rồi cũng khóc ướt gối gì vậy. Khóc ướt gối luôn chứ sao. Dạ, cũng tủi thân lắm chứ bộ. Đúng rồi, đúng rồi, chứ thấy người ta có cặp với đôi mà mình lớn không vậy, cho nên phải vượt lên chính mình. Đến đây bữa nay lên đây kiên quyết đúng không? Kiên quyết lên đến đây. Vậy là chưa có mối tình nào rồi. Chưa mối tình nào. Vậy là khỏi hỏi lướt qua vụ mối tình. Bây giờ tôi mời ông mối ông qua đây. Ông muốn hỏi hàng gì nhà gái tôi không? Nên nhà gái hơi bị ngon đó nha. Nói cho nhà trai biết nha. Thu chào anh... mối đi em. Dạ. Cô nhà gái. Dạ em chào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Dạ. Ôi xinh quá hả? Dạ. Rất là xinh á. Em cảm ơn anh ạ. Em có mối tình nào chưa? Dạ nhỏ rồi em chẳng có mối tình nào bắt vai hết anh ơi. Hả? Ủa vậy luôn hả? Dạ. Ôi trời. Trời tôi với ông hôm nay vô mánh rồi đó ông Linh. Ủa sao lạ ta vậy, mối tình nào trời. Dạ, em nói tại, sao chứ. Tại vì nhỏ giờ em cũng chỉ em mới đi học xong rồi đi làm. Cái em thấy cũng có nhiều người đẹp trai quá trời. Em sợ người ta bỏ rơi á. Em hình như người ta cũng có thích em đó. Nhưng mà em giống như em trốn á. Em không dám thích. Em không dám đó. Thực ra em thích thì có thích nhưng mà em không dám. Cho nên không có tình yêu. Em có cái mảnh tình nào bắt vai luôn anh. Cũng chưa có lần nắm tay. Ta nắm tay lén có. Ta nắm lén hả? Vâng. Rồi mình hốt lại. Mà em nhút nhát quá em đâu dám. Có ai hung lén em chưa? Có luôn, bị bầm môi luôn. Gì? Bầm môi luôn hả? Hung lén mà sao bầm môi trời? Em né, em phản kháng. Chứ sao mà. Không phải, em né, em là phản kháng. Hả? Xong em mới bị thà như em ngoan ngoãn thì đâu có sao. Làm sao? Em hung dữ quá. Cưỡng bức cái này là cưỡng hôn á. Cái này là thuộc lại bị cưỡng hôn. Là anh không tin, nếu vậy không phải. Vậy thì cái người nó phải gần gũi em người ta mới hung điếu cà phê. Điếu cà phê mà lúc mà có người nhiều á mà người ta cũng giang hồ nữa, cái người ta lúc mà không có ai để ý á, người ta có tình xong mà em biết được em phản kháng em mới bị chày môi đó. Dạ. Không tin, phải có cái tình cảm gì người ta mới dám làm vậy chứ. Dạ đúng rồi, người ta uống cà phê hoài em không đi xong người ta tức quá, chắc là người ta trả thù hay sao á. Lâu lâu mà em đi thật thôi. Em có gia đình, em có cái người nào mà về gọi là chung với em như nhà gì chưa? À, cũng tại vì cái lúc mà còn nhỏ hơn là tuổi còn đang chưa chín chắn á, cái thì còn có cái hôn một lần nhưng mà 3 tháng sau đó phát hiện có tình cảm thì cái có kết hôn rồi đúng không? Vâng, nhưng mà đã ly hôn rồi. Vậy từ đó đến nay 5 năm rồi. Không phải đó, không phải là em không biết đó là tình yêu hay là gì, em chỉ là thương hại người ta vì người ta đối xử tốt với em quá này kia ấy. Em tưởng là mọi điều tốt đẹp thì mình cứ ok với những mọi điều tốt đẹp thì chắc tương lai cũng tốt đẹp. Nhưng mà lúc mà em biết xác định là đâu là tình yêu, đâu là cái lẽ sống của đời thì mình mới định vị được tình yêu là gì. Thì lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ, no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ, em thấy không có, lúc từ một đời đến cuối không có tình cảm. Có đăng ký kết hôn không? Dạ, có. Ly dị chưa? Rồi. Lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Thấy chưa? Bởi vì anh nhìn em á là anh biết là anh không có ai mà nhào vô cắn bầm môi hết chứ. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mà chưa tới đâu, mới 3 tháng chưa có gia đình. Sao em trai? Dạ. Cô bên này rất là dễ thương. À, nhưng mà số phận như vậy em thấy như sao? Em có ngại gì không? Thấy cũng bình thường. À có gì kìa, mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Làm sao nó, làm sao mà cái môi nó bầm tím, làm sao cho nó mất đi? Cái đó thì phải xem để sự đồng âm giữa hai người như thế nào. Làm sao cái môi bầm tím mất đi nè? Vậy sao? Thế em chưa biết. Hỏi Cường thử coi là Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Tại vì mình phụ nữ không bao giờ bình thường hết. Phụ nữ luôn luôn có những cái hơn cái bình thường. Nhưng vấn đề mình tìm ra được cái đó hay không thôi. Không ai bình thường hết chứ. Người ta có những cái thứ mà nó phi nổi thường trội đó, mà chưa tìm thường ra được. Đúng. Cái tiêu chuẩn thì nó cũng không có bình thường, mình
mình nghĩ ai cũng có cái xấu, cũng có cái tốt hết trơn. Cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau, thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất. Đúng thôi. Rồi. Cho nên cũng vậy. Tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà. Hay quá. Để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi, tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã từng trải rồi ha. Em xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. Em xem phim Hàn Quốc hả? Coi đủ thứ luôn cho nên nó hung quá này kia chị. Nhưng mà nói nghe nè, vậy thì em có tưởng tượng là cái người yêu của em phải giống một người nào đó không? Về ngoại hình á. Theo em nghĩ thì mình không có đòi hỏi mình giống một cái bản sao của người khác mà mình hay là chính mình. Như vậy sẽ là tốt nhất. Nhưng bởi mà vì 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhưng mà được không? Được. Sao biết được? Dạ, tại vì đồ hộp hết đát mà còn xài được mà chứ đâu có dục đâu. Đâu bây giờ là cũng như đạn dược rồi kho bãi vậy, ta nói là không còn chỗ chứa luôn á. Giờ là chỉ có muốn có người để mà sổ hàng thôi đúng không? Kho bãi nó chật hết rồi. Nhưng đôi khi máy móc không chạy lâu quá nó bị xét vị hết trơn. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Em muốn tìm sao? Người yêu như thế nào? Sẽ là một người là tính, nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm, biết sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai. Nói chung là biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Anh nãy giờ Thảo, anh nãy giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống mà những điều em muốn không? Dạ giống đó anh. À dạ. Rồi ok dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái. Em gái đâu? Ồ. Em gái xinh quá nha. Hai chị em ruột đúng không? Hay là hai chị em họ? Dạ, nó là được lượm ở ngoài chợ về nuôi ạ. Ba mẹ em nói lượm ở chợ về nuôi ạ. Giống như sợ hai chị em á. Dạ. Đó, Cường ơi, Cường nhìn đi. Nhìn chị, nhìn em ra chị đó Cường. Chị em xinh vậy đó. Em sao? Cho em vài ý kiến coi. Thấy anh này có hợp với chị gái mình không? Dạ anh, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Hồng Vân. Em chào khán giả trong trường quay. Và em chào anh. Thì em thấy anh ấy cũng dễ thương, cũng được và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh này là thuộc loại có duyên á, anh Cường á. Hợp với chị em không? Dạ cũng hợp. Cũng hợp hả? À, vậy là anh có thể bước qua cái cửa em trước rồi đúng không? Dạ được. À dạ. Gái có người yêu chưa? Dạ em chưa có người yêu nhưng mà em đã có chồng rồi. Trời ơi, vậy là đi vượt qua chị rồi. Từ sáng nay. Sáng nay cái người mà chủ gửi xe á, nhà mà con có người yêu chưa, nhà cô còn bầy ngựa, cô làm mai cho một con. Yeah. Rồi, còn đi với ai Cường? À, em đi với em trai của em và em dâu của em. À. Em trai ruột không? Em trai ruột, dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ. Em ruột. Thấy chưa, hai bên người ta có gia đình hết mà anh chị chưa có. Anh chị sao dở dữ vậy ta? Dạ, em xin chào anh Huyền Linh. Chào chị Hồng Vân cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị. Thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì. Khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn. Cái đó là điều em chắc chắn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy. Cái hôn nhân là một con đường rất là dài. Thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Thì em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút để mình tìm hiểu. Dạ, em sẽ nói. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mối, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt Thu đi coi. Là biết coi đứa nào sợ là biết liền. Em cũng thích lắm nhưng mà em chưa dám đi ạ. Thôi. Em nhớ dắt sau này nếu chút mà bạn gái đồng ý bấm nút á là mình nhớ giờ xem phim là xưa rồi, dắt coi kịch ma mới mà là đúng rồi, coi kịch mới ma rồi. Đúng rồi, kinh coi kịch ma rồi. Bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau, mở rào. Dạ, anh này để tặng quà. Đó, tặng quà gì đi. À, anh dạ. Có món quà anh tặng cho em. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ.
Em cũng gì đó, gì đó, mở ra đi, mở ra đi coi là gì nè. Dạ. Dạ, gì vậy? Gì vậy Cường? Trời ơi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi. Coi như chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vòng. Đeo sao lên. Đeo vàng như đeo vòng vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy gì ra. Anh trao cho em chiếc vòng cổ hôn. Chiếc vòng cổ hôn. Em cảm ơn anh. Ok, rồi em quà của em. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, mở ra cái luôn. Gì, cái gì mở ra luôn. Mở rồi. Ra luôn. Cái nó gì nhảy mà... không? Nó nhảy không? Nó nhảy không? Chị ơi, chị, cái món quà này nó nhảy đó. Thôi, để anh mang về thì... Anh mang về anh kết thì cũng không. Mở ra coi, mở coi ra cái đầu dây chuyền. Phải có qua có lại chứ. Ừ. Một chiếc áo sơ mi, em thích áo sơ mi lắm. Em thích áo sơ mi mà lại thích màu trắng luôn không? Thích màu trắng đúng vậy luôn. Vậy là quá nè. Hay rồi. Đâu mặc thì khoác vô coi vừa không? Coi nè Linh, y chang giống như anh em song sinh á. À. Cái áo bạn đang bận. Sai gì, sai gì? Ừ đúng rồi, bây giờ sai nha, coi sai nha. Coi mà đúng sai một cái là coi như ông Tơ bà Nguyệt là dính luôn rồi đó. Không còn gì để nói, sai gì em mặc sai gì? À, nó ná ná nhà hết, 39, 40, 41. Đây, sai gì đây? Mắt tôi đuôi tôi không thấy đường. L 43. Hả? 43. Dạ. Thì cái áo này phòng thủ khi mà anh ấy mập thêm một tí á, anh mặc vẫn còn vừa. Đừng có nói mập, đụng chạm nhiều người. Như vậy có nghĩa là vậy nè Linh. Trong đầu của cô bé này á, là cô tưởng tượng như cái hình mẫu bự con dữ lắm nè. Tưởng tượng ai mà mua bây giờ 43 Cường... vậy em? Ờ. 43 Cường... là size của anh đó. Cường nó bự dữ lắm. Ủa vậy là mẫu gì? Hình lý tưởng của em là anh Quyền Linh hay gì? Đúng không? Thôi thử coi, Cường thử coi Cường. Khó chịu ghê luôn á nè. Coi nè. Ý, vừa nghe Cường nha. Vừa nha. Quay lưng lại đây. Đâu lưng lại. Ê, vừa nghe vừa in nha. Trời ơi nè. Vừa. Cái dai nè, ngám luôn nè. Thôi chúc mừng hai bạn. Hỏi thiệt lúc em mua, tưởng tượng ai mà mua nè. Chúc mừng hai bạn. Ông dạ, em tưởng tượng anh Quyền Linh nữa à. Này Linh bận có vừa đâu. Thiệt. Vừa. Hôm nay đi tầng xuống mấy ký. Ok. Rồi hai bạn về vị trí đi nào. Quan rồi đó. Chị Thường á. Nè Cường, trả Cường nè. Quà cáp là mình phải hốt liền nhé. Ừ. Nè, rồi ngồi nói chuyện đi. Cảm giác đầu tiên cảm này kia nọ đi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đó. Dạ lần đầu tiên. Và nói chung là em cũng không ngờ em lên đây. Em cũng tại vì em sợ mai quá nên em mới lên. Và em gặp anh em run quá đi ạ. Run quá hả? Dạ. Em có ấn tượng gì về anh không? Dạ, em thấy anh là người hiền lành và là một người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có hai mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi, thì em sẽ chọn người nào? Em chọn cái người mà em nhìn về em cũng có một chút bói bói vì em học lắm, học lõm á. Vậy hả? Dạ. Rồi em nhìn cái dạng người thứ hai, dạng người thứ nhất. Là người thứ hai là mình nhìn vào người đó. Người đó là em cảm thấy em yêu người đó liền, em dạ. Thương người đó, tình yêu trong người đó liền, là em chọn người nào? Là cái người mà em người thứ hai vào người, nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế là anh, là đúng người em đúng muốn. Không? Em đúng nhìn anh em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó thấy không? Thì anh nói là anh là người thứ hai mà. Ôi, nên ngon. Chứng minh điều đó mà đúng không? Trời ơi, Linh dễ sợ luôn không? Linh vẫn không nghĩ ông này ông chưa có tình yêu luôn á. Em xem phim em Dị Dân ơi, mà em xem phim là... Hàn Quốc. Vậy em chứ phim mà. Hàn Quốc nhiều lắm mà dạo này phim Hàn Quốc không có hay cho nên em không có xem nữa. Chứ bây giờ ai mà không thích xem Hàn Quốc hà, tình cảm là đúng không? Đó. Vậy chứ kêu nói em thích nhiều người. Bây giờ thứ nếu nhất, nói, anh là người thứ nhất à? Anh với em tìm hiểu quen với nhau như vậy thì bao lâu mình đi đến hôn nhân được? Nói chung là em mà lại lên đây có nghĩa là em đã sẵn sàng ok luôn rồi. Ý sẵn sàng rồi ạ. Dạ. Sẵn sàng ok ha. Ý có nghĩa là anh cưới là em chịu đó ha. Đúng không? Chắc vậy. Hôm nay người ta đều có một cái sự kiên quyết mà bên em là cũng kiên quyết rinh vợ về đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây ta cũng kiên quyết tìm được bờ vai vững chãi để ta dựa dẫm mà. Thì cỡ này là ma làm sao mà sợ được, cỡ này là ma là nó chạy hết rồi. Đúng không? Đó. Chứ em hỏi anh nha, anh có sợ ma thật không á?
anh bắt ma luôn cho em. Chắc không anh? Em khỏi lo. Bây chắc giờ em nói ở đó có con ma anh bắt lại cho em thấy nó nằm đó luôn. Đó, yên tâm nhưng mà, đi. Đã. Nhưng mà em nói là tại vì em ở mình nên mà bản thân em là rất thích ánh sáng mà bóng tối là em rất là sợ. Thì em cứ ở bên cạnh anh, em cứ sợ, em cứ ôm anh là sao em đâu có thật sợ được. Đúng ủa, không nào? Ủa giờ em muốn đi lấy chồng hay em chỉ cũng muốn kiếm một người bắt ma cho em? Đi lấy chồng á. Hả? Chị lấy chồng. Lấy chồng, tính lấy chồng đi. Nhưng kiếm mà người. Em phải hỏi cho chắc cứu không? Lỡ mà anh ấy sợ ma đấy thì thôi. Ông sợ hơn hơn đó là nó thua đâu. Luôn á. Ủa thí dụ như anh yêu em yêu anh, anh sợ ma kệ anh chứ. Chuyện yêu là yêu chứ không lẽ gì mà, nhưng mà đồng thời có cả đừng có sợ ma mà không? Em nhìn thấy anh á, em thấy anh có khả năng bắt ma không? Dạ, chắc cũng có luôn. Đó thấy không, anh nói là em thấy tự tin của anh á, đủ để em nương cậy anh không? Dạ đủ. Rồi hẹn hò sao nè, hai đứa bằng bạc coi. Bây giờ nè, em hiện đại là em nói ở đâu quên ta, quận ở thành phố Hồ Chí Minh mà nào? Em ở Tân Bình. Ở Tân Bình, Tân Bình với quận 10 là rất là gần. Đúng không? Kế bên luôn. Dạ. Như vậy thì thí dụ mình hẹn hò mình gặp nhau như vậy thì một tuần như vậy là em muốn gặp nhau mấy lần à? Cuối tuần ạ. Cuối tuần như lần hả? Nhiều khi ví dụ em thích anh quá rồi giờ em tìm lại nhiều lần rồi sao? Tại em dạ. Nói một lần mà thí dụ em lỡ sao ạ? Lúc em báo sao ạ? Đó. Nhưng mà em nhìn thấy anh em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh đẹp trai nè, anh phong độ nè. Ồ, anh vậy nói đó chuyện hả? Rất, ồ, là, cảm ơn em rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Dạ. Anh cũng thích người gái Bắc nữa. Giọng Bắc rất là thích. Dạ. À, cũng đức tính người Bắc thì anh cũng thích nữa. Dạ. À. Hai đứa này có dễ hợp lắm luôn á nha. Ừ, thiệt luôn á. Tôi thấy là vô thẳng vấn đề luôn đi. Rồi, vô thẳng giờ, đi. Vô thẳng luôn. Bây giờ là nếu cưới nhau thì tiền bạc ai giữ? À, đứa nào thích con trai con gái? Là anh đang ở nhà anh hay đúng là rồi. Ở nhà mướn nè, em cũng vậy, ở nhà em hay là ở nhà thuê nè. Đó rồi ha, mình lấy nhau rồi là mình gộp chung kiểu gì nè, ừ, đó, ví dụ vậy. Bạn đi. Anh đang ở nhà của người ta. Dạ. Đó, tạm thuê. Dạ. Cho nên nếu em về mà ở chung với anh em có chịu không? Dạ chịu. Vậy là hả, cũng dạ. Chịu luôn. Miễn là anh cho ở. Thì nói chung em thương anh rồi là cái gì em cũng chịu chứ phải không? Dạ. Ủa xem ủa vậy sao đối rồi còn thu ở nhà thuê luôn hay gì? Em ở nhà của ông chủ nhà trọ. À vậy hả? Ờ thì về ở với anh rồi sao? Ai thì thích con trai con gái nào nói luôn đi. Dạ, hỏi em thích, đi. Em thích con trai con gái. Dạ cái này là tùy ý trời ạ. Trời cho gì thích lấy ạ. Con trai cũng được, con gái cũng được đúng không? Với cái tuổi này thì bây giờ có con là ai cũng thích đúng không? Dạ. Con trai con gái gì cũng đều tốt thôi. Dạ. Không quan trọng lắm. Dạ. Rồi tiền bạc làm sao? Ai giữ? Con cái ai lo? Bàn nhau đi. Cái này anh nói đi. Rồi... Gì đó hả? Dạ. Rồi không lẽ bộ bây giờ anh kêu em đưa tiền cho anh giữ em cũng đưa luôn sao? Nếu như mà em giữ không hết, ý mà em giữ không nhiều quá thì em anh phải giữ phụ chứ. Ừ, vâng vậy đó, vâng. Khi mà em cỡ khả năng giữ thì anh cứ ok vậy, mà khi ha. Mà em mà nhiều tiền quá đứt đi như là em cũng sợ, em giữ nhiều cũng sợ nên anh cũng phải giữ phụ em. À rồi đưa anh giữ ha, vậy là hứa vậy nha. Không phải không phải, ý là anh giữ, ý là khi mà nhiều tiền quá là anh phải giữ phụ em vậy đó thì dạ. giữ phụ em mà em có đòi đúng không? Tại vì lúc đó nếu làm vợ chồng thì xài chung chứ đâu có đòi được. Dạ đúng không? Nếu dạ. mà chưa là vợ chồng thì nhưng có thể mà, đòi được. Nhưng mà anh nhớ giữ kỹ, anh nhớ phụ nhưng anh nhớ giữ kỹ. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đi, anh không có cờ bạc, rượu chè, không có gì hết trơn, không ăn chơi bời hết trơn, làm sao mất tiền được. Dạ, vậy đúng ok, dạ, ok. Đó. Vậy em yên tâm. Anh lấy tiền đi mua lắc không á? Nhớ. Rồi, bây giờ Cường bước tới, nắm tay Thu, hát tặng bài, truyền hơi ấm cho nhau nào. Thử coi nói sao. Bước tới mạnh dạn lên nào, nãy giờ tự tin lắm mà Cường. Thật sự mà để hát một cái bài về tình cảm nhạc trẻ đó thì tại vì nó qua cái thời rồi. Cái dạ. thời của mình là cái thời 7X, 8X. Cho nên là những cái dạng tình ca mà tình cảm thì nó hay cái vụ mà tan dở mong manh này kia rồi nhạt nhòa này kia đó. Thì mà bây giờ mà mình hát một cái bài mà gọi là tình cảm thì karaoke hay có lời thì nó dễ hơn. Còn nếu mà hát cái bài nào mà nhớ cái thời mà thập niên 80 này kia đó thì có thể là nhớ lời thì hát được. Nhưng mà nó không có đúng với cái không khí như thế này. Kệ nó, nào nắm tay hát lại đi, bài gì cũng được hết. Bài được hết. Nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra đó.
Nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là thật như anh đang chót em. Rồi từng ngày vắng em. Rồi từng ngày vắng em. Bước chân buồn tên. Không thuộc lời được. Đó nhưng mà ý là thôi dùng cái cảm xúc của bài hát đó nói với cổ đi. Bài nào em thuộc á Cường, em nắm tay bạn ấy thật Cường. Nói cái cảm xúc của em đi. Mạnh dạn lên nào, nắm tay bằng Thu đi. Nắm hai tay vô. Rồi cảm xúc bài nào hát đại bà nào em thuộc đó. Sao lạnh như vậy? Có gì đâu rúng. Bé Thu nó rúng. Người ta nóng rồi. Không? Ta nóng không? Người ta nóng. Ủa vì sao mà tại sao mà lạnh? Tại vì em ngồi đây, tại vì bao năm nay em lạnh giá tay tim luôn ra ngoài. Vậy đó hả? Vậy là anh, nếu mà anh ấm anh nóng như vậy có đủ cho em ấm không? Hay là cũng vẫn còn lạnh hơn? Dạ chắc đủ rồi. Đủ đâu, hả? Thử, dạ. Mà nắm càng lâu là nóng lắm đó nha. Dạ, đúng đâu rồi. Bây giờ thử ôm cái sưởi coi có nóng thiệt không Thu? Tôi coi người Cường có giống như cái lò sưởi không? Cái em người đàn nhìn, ông mà vững vàng là em, mình sao? Em nhìn em biết rồi, chị ấm. Nhìn biết rồi là ấm luôn, nhìn mà biết luôn vậy đó. Dạ. Sai vậy? Còn mắt em cũng hơi tinh tinh nữa. Tinh đó. Mà thấy nói thật lòng không? Dạ. Đúng hả? Dạ. Sao tin anh dữ vậy? Không, tại vì em học lõm từ mấy người lớn. Dạ. Em tin anh mà em nhìn bên đây, em nhìn thẳng anh nè. Ừ, em cứ nhắc như vậy gì đó, đó không thì thẳng nè, thấy không đó. Từ từ em sẽ nhìn thẳng. Ờ, đó. Dạ. Mạnh tiếu lắm sao em cười. Không phải em run quá, nhưng mà em đang tính nói. Tính nói sao, em tính nói sao? Em tính nói là... Sao em quên mất tiêu rồi. Em quên là phải về phải nhớ lại để em nói anh nha. Dạ. Đúng không? Đó, dạ. Rồi. Thì bây giờ nó như vậy nè, không? Bây giờ là anh không hứa, tại vì cái tuổi này nó lớn rồi đúng không? Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu sang. Nhưng cái điều anh hứa đó là cho em là một cái sự chung thủy, cái chân thật của anh đối với em, là nếu em là vợ của anh. Dạ. Dạ. Em đồng ý những lời anh nói. Bé Thu này. Bé Thu nó hiền ghê luôn á. Ngồi đi Thu, ngồi đi. Yeah. Hai đứa nó làm thiệt mắc mệt tim gì đâu. Bây giờ để tay vô nút bấm nào. Hai bạn. Nút bấm nằm chỗ nào ta? Bên tay trái. Đúng rồi, đây. Đúng rồi. Xích vô đây, nút bấm đây cưng. Đây, đây, đây. Hai đứa này về nhà vui lắm nè. Ở trên hay ở dưới hả chị? Cũng nhập, hợp đây lắm nè, nè. Em mà thấy đủ rồi là em bấm luôn, em khỏi cần chờ đếm. Vâng ạ. Đó, hai đứa mà thấy được rồi là bấm luôn vậy đó. Nào, cái phình phịch này là hình như trái tim nó đập. Trái tim nó đập cập hịch đó. Suy nghĩ cho kỹ xem đây có phải là một đứa yêu thương của mình hay không. Quên cái đồng hồ đo nhiệt độ tim. Nếu đúng chúng ta bấm, nếu không đúng không nên bấm. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Trời ơi, đeo vòng đeo lắc của người ta rồi nhau. Sao không bấm được? Em bấm mà. Chính thức là rồi. Ngay bây giờ từ giây phút này các bạn đồng ý hẹn hò và tìm hiểu nhau ha. À, ba mẹ em đâu ở đang ở đâu hả Thu? Ba mẹ em đang ngoài quê ạ. À. Quê là đâu? Quê em Thanh Hóa. Thanh Hóa đó. Yeah. Bây giờ Cường nhìn thẳng vào máy xem như ba mẹ Thu á đang ngồi đó đó. Cường nói gì á, xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu với nhau ha, nói chuyện với người lớn để người lớn chứng kiến. Dạ, yeah, xin phép hai bác để cho con tìm hiểu và làm quen với em Thu. Nếu được thì chúng còn sẽ đến kết nối xa hơn nữa. Yeah. Rồi. Nụ hôn đầu tiên. Dạ, cái này nợ đi ạ. Đầu tiên luôn á, đầu tiên luôn á. Cường á. Là... Đúng nếu, rồi. Nếu mà nụ hôn đầu tiên thì mình phải hôn sao mới đúng. Thì tùy em. Anh có kinh nghiệm không sao chị Giang? Hả? Em hôn ở má thôi, cái phạm vi của em là chỗ này. Chỗ này đó. Xuống hả? Ờ đó. Cái sao em thấy người ta yêu nhau thôi cái môi mà. Cái môi là để sao, thì còn chương trình là chỉ cho em được hôn má thôi. Kệ quyền tự do của em. Ôi, tội nhỏ này nó bị cưỡng hôn mà nó sợ lắm. Giờ mình cứ nhẹ nhàng đi. Nhưng mà như cái cưỡng hôn nó khác, còn cái người mà mình thương mình yêu á là thí dụ hôn nhiều khi cảm giác khác phải không em? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà cái này nợ được rồi anh. Nó là lực rồi. Nợ. Lực rồi. Nào, 3 2 1 không chỗ nào đây? Dạ trên đầu. Đâu có, trên đầu là chào hôn con hôm đây. Dạ học nha.
Chuẩn bị tinh thần đi. Không đi nè, không có che nữa. Chuẩn bị tinh thần đi nè. Căng thẳng lên. Cái lắc y chang mạnh mẽ lên, vượt lên chính mình nha anh Linh coi. Rồi, không. Vô. Rồi được rồi, hai đứa dễ thương lắm á. Cứ như thế nào nắm tay ra, không có buông ra. Đã đồng ý bấm nút không buông tay ra. Lạnh thiệt. Lạnh chứ. Ủa lạnh là rung anh Linh. Ừ rung, lạnh là rung. Rồi, bây giờ chúng ta giữ lấy món quà này để làm nhớ ngày hôm nay mình gặp mặt nha. Và đừng quên những giây phút này, nói gì nhớ lấy.